Đây là Vinpearl Phú Quốc. Cả nhà mình hôm nay sẽ đến Vinpearl Phú Quốc để du lịch nghỉ dưỡng nha mọi người. Xin mời mọi người cùng khám phá xem cái hành trình đi du lịch Phú Quốc của gia đình mình nha. Tăng 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 tăng. Đây là Vinpearl Phú Quốc nha mọi người. Tăng 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 Big Hiến Hoàng Thi Miss Julian Never năm 2023 U80 đầy mami của mình nha mọi người. Tăng 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 tăng. Đây là em rể mình Tân Châu Kiệt Châu. Nguyễn Hoa Lê from Switzerland, Thụy Sĩ. À, năm nay em gái mình và em rể mình về Việt Nam chơi và gia đình mình đi Phú Quốc đây để du lịch và sẽ đi nhiều địa điểm nữa. Và đây là em rể của mình. Come on baby. Baby sat chu 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 baby sat chu 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 baby sat mami sat chu 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 mami sat chu 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 mami sat. Đây là Vinpearl. Hoa nhài này hơi lạ. Xin chào mọi người, hôm nay gia đình mình sẽ đi Phú Quốc chơi. À, xin mời mọi người cùng theo dõi hành trình ngày hôm nay gia đình mình đi Phú Quốc sẽ đi những cái địa điểm nào nha mọi người. The fasten until the seatbelt sign is off and keep your mobile phone device on flight mode. Be careful when opening the overhead locker and as soon as your belongings do not fall out. For your next trip, please visit website pacificairlines.com or call 1900. À, đây là vợ chồng em gái. Chúng tôi đang ở sân bay Phú Quốc. Thời tiết ở Phú Quốc thì mát hơn ở Sài Gòn. Sân bay Phú Quốc thì rất là ít khách hơn những sân bay khác ha. Nhìn thấy nó cũng rất là vắng. Mặc dù lượng khách đến Phú Quốc du lịch rất là nhiều nhưng mà cái sân bay nó như vậy thì không có đông. Mình cũng rất là thưa. Đây là phái đoàn từ Campuchia về. Nghe quầy của Vinpearl đây này, sẽ có xe đưa mình về ha. Đây là phiếu hành lý của nhà mình. Thuê phòng ở Vinpearl thì có nhân viên của Vinpearl đưa mình ra xe luôn nha mọi người. Kéo vali ra xe luôn. Đưa thẳng về Vinpearl luôn, nó cũng tiện ha. Đây, hãng hàng không quốc tế Phú Quốc và đây là Tân Kiệt Nguyễn. Yeah. Đây là Hoa Lê. Và đây là Bích Hiến Hoàng Thi đang ở cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. À, cũng khoảng 50 phút ạ. 50 phút đã đến chỗ Vinpearl. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi ăn tối ha. Buổi tối trong Vinpearl rất là đẹp. Đèn điện sáng choang. Đó,
khi mà mình tới làm thủ tục thì mình sẽ tới quầy để check-in ở đây. Buổi tối sáng trưng sạch sẽ. Đây là Mami. Mami thấy ở khách sạn này như thế nào? Quá khang trọng. Đẹp quá. Có cái từng giờ á, mình đi giờ nào thì có cái tuyến để mình ra đây, mình xe người ta chở mình đi. Đó, đây là Hoa Lê in Phú Quốc. À, nhặt nước kìa, nhặt nước kìa. Đây là cái chỗ nhặt nước. Và mình sẽ đi tìm đồ ăn. Ăn bên này nè. Rồi làm đẹp nha. Đó. Ủa xuống hả? À, xuống nhà nước đây nè. Cái nhà xe T1 nha. Yeah. Mình đi về khách sạn của Vin. Những cái nhà cho đây là cái điểm mà diễn viên múa trên sông nè. Trên sông mình biết nè. Cái điểm mình xem đó là cái cầu bên trái đó, hoặc là những nhà cho như vậy nha. Những nhà cho như vậy đó là sẽ hỗ trợ mình này. Cứ đứng đón xe, còn phía ngoài là không đón được nha. Cái tháp này người ta gọi là tháp hẹn hò nè. Đó, còn những cái nhà sắc màu là bên dòng sông là đó, hai bên dòng sông đó, hai lưng truyền hình đó. Cái khu này là không có đón xe được nha mọi người, chỉ có đứng ở ngay trạm mình mới đón được nha. Xe tụi em chạy 24 luôn nha. À, ở Phú Quốc gia đình mình đi ăn ở cái chỗ này, hải sản rất là tươi sống ha. Nó còn bơi trong hồ luôn đó mọi người. Đây, hải sản Thái Tuấn. Và có thể chọn trong hồ. Đây là Hoa Lê. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Đó, à, ra Phú Quốc thì ăn cái hải sản nó tươi. Cái vị nó tươi. Cái lẩu hải sản ăn mực tôm thì nó cũng rất là tươi. Rồi xong thì con đuổi đi cháu đi. Wow.